chào tất cả các bạn. Vâng, và hôm nay mình sẽ xin hướng dẫn các bạn một món canh rất Việt Nam. Đó chính là canh nấu với rau vặt và nước hương. Nguyên liệu các bạn là chuẩn bị cho mình khoảng từ 0,5 cho đến 1 kg ngao. Nấu thì cũng vào số lượng để ăn cho gia đình. Hai nữa là rau. Rau ở đây là rau vặt thì các bạn có thể chuẩn bị để cho mình rau mùng tơi, rau dền, rau ngay. Trước khi sơ chế các cái sản phẩm kia thì các bạn nên chuẩn bị nồi nước trước. Ở cái phần này thì các bạn chuẩn bị cho mình chúng ta nấu trước này. Cho nước sôi để chúng ta bỏ cao vào. Nước rất sạch nhé, và chúng ta nên lọc, lấy một nước lọc qua máy lọc nữa thì nước dùng của chúng ta sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Đấy. Thì sử dụng nước máy lọc này không? Nhỏ đấy con ơi. Đi ơi. Nhỏ nhỏ đấy không? Các bạn cho nước lên bếp luôn. Chúng ta lưu ý các bạn rửa ngao thật sạch, cho vào cái thau rửa. Lưu ý là các bạn nên chọn ngao mà ngao tự nhiên, ngao biển đấy. Chứ còn nếu các bạn mà chọn cái ngao nuôi thì cũng được, nhưng mà ngao nó sẽ không ngon ngọt được như ngao biển này. Ngao này thì nó đắt hơn khoảng gấp đôi, nhưng giá trị về dinh dưỡng của nó rất là cao và món ăn cũng rất thơm của nó. Vì thế cho nên chúng ta cố gắng ngựa tuyển cái loại ngao tự nhiên, chúng ta ăn thử thì nó sẽ chất lượng hơn rất nhiều và món canh nó cũng sẽ đậm đà hơn. Mình vừa sơ chế xong cái phần ngao rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ rửa loại rau. Rau thì mình cũng rửa sạch nước rồi. Và lưu ý là chúng ta nên sử dụng nước tương các bạn nhé. Thank you.
bỏ tủ, nhưng các bạn nên rửa qua một lần để cho rau nó tươi hay là nó giảm bớt cái nhiệt độ. Các bạn rửa sạch rồi thì chúng ta thái phần bạn nó ra. Lưu ý là rau đây là rau mềm, thế cho nên các bạn cũng nên thái quá nhỏ. Thái nhỏ thì chúng ta ăn chúng ta cảm giác nó sẽ không ngon, vì cái thái cái độ vừa phải khoảng gần 1 cm gì đấy thì rau sẽ là rất là ngon. Thái mỏng, chúng ta đừng có thái dày quá, canh nó sẽ không ngọt và quá trình chúng ta ăn nó sẽ không ngon giống như thái mỏng thế này. Đây, các bạn thấy ạ, rất ngon. Rất là mất mỹ quan mà nó không đảm bảo về cái độ an toàn của thực phẩm chúng ta sử dụng. Và bây giờ nước của các bạn chỉ việc phải cho ngao vào nữa là của khi mà ngao sôi rồi thì chúng ta nên nhỏ lửa để rồi cho nước ngao nó ngọt ngào hơn, thì các bạn không nên chờ lửa quá lớn. Chúng ta cho nó sôi lên lên thì các bạn trong vòng khoảng 5 phút thì nước ngao nó sẽ rất ngọt. Vâng, và món tiếp theo trong quá trình chờ đợi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món nữa, đó là món chả riêng. Nguyên liệu của cái này đó là các bạn sử dụng chuẩn bị cho mình 2 bao củ hành tím. Sau khi hành tím các bạn cắt bỏ bóc cái phần vỏ ngoài đi, chúng ta rửa sạch thì chả này là chả thịt heo thịt lợn cho nên là thiếu hành là không được, củ quả rồi thịt một dành mà không hành thì sẽ là không thơm, cho nên là thịt nhiều mấy nhiều cơ bản nhất là gia vị trong quá trình nấu các bạn phải đầy đủ. Nó còn rất nhiều các gia vị khác nữa nhưng phần này có phần cơ bản là các bạn cứ chuẩn chuẩn
viên thế này. Các bạn đừng quên là chúng ta phải vệ sinh các cái đồ chúng ta sử dụng trước khi sử dụng, cho mặc dù là lần trước các bạn rửa rất sạch, tôi khô rồi để vào trong tủ thì không thể tránh được phải móc, nó chỉ ẩm thôi thì đã là khô rồi, cho nên là các bạn nên rửa sạch. Như vậy là hành chính mình đã làm sạch sẽ. Phần nguyên liệu thứ hai mà trong chủ đạo trong món này đó là thịt. Thịt thì các bạn nên chọn cái thịt mông hoặc thịt va, vì nếu va giỏi là nó sẽ không ngon vì nó nhiều mỡ, cho nên tốt nhất là các bạn chọn thịt va thì mình thấy nó hợp lý hơn. Thì sẽ dùng được ăn trong gia đình chúng ta sử dụng được thịt nó được cả, vì ăn cũng là chỉ ăn trong bữa, nên như hôm nay là mình chuẩn bị khoảng hơn nửa kg thịt va. Cái bao tử của nó là khá nhiều đất rồi, nó là thức ăn phù du tự nhiên nhưng mà nó rất là nhiều đất. Làm loại bỏ chúng ta rửa sạch.
rồi. Và mình thái vào củ hành tím và xào với bột ngao lên. Các bạn có thể dùng mỡ lợn hoặc là dầu ăn. Trong quá trình xào thì chúng ta cho thêm không nên bỏ nước mắm, thì nước mắm bỏ thì bắt đầu rất là thơm, mùi rất dậy, nhưng nó sẽ làm cho canh của chúng ta nó bị có vị chua. Chính vì thế cho nên là các bạn nên loại bỏ ngay phần nước mắm, không nên bỏ quả bỏ nhé. Nước đã sôi, chúng ta cho vào. Vâng, và cái món tiếp theo mình sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ làm đó là thịt. Các bạn rửa để cho nó ráo nước, sau đó các bạn thái mỏng. Nếu các bạn làm thịt vai thì nó sẽ là vừa nhất. Chúng ta sử dụng rau sắc. Cái phần này các bạn thái mỏng không? Vì thái càng mỏng thì chất lượng bạn mong nó sẽ nhanh hơn rất nhiều.
chúng ta thái mỏng. Thái mỏng lòng nó sẽ rất là nhanh. Canh đã được rồi đấy các bạn. Rồi, món canh ngao nấu với rau và quả đậu tương của mình cũng đã xong. Thế thì chúng ta sẽ sơ chế món này xong rồi chúng ta cùng thực hiện nhé. Trước hết là các bạn thái mỏng thịt, sau đó chúng ta sử dụng cái dao lớn hơn để chúng ta băm cho nó nhỏ thịt ra. Tiêu ký là quá trình băm thì các bạn cũng nên thái hành tím vào để cho hành nó được trộn lẫn đều với thịt chúng ta. Mình sử dụng khoảng 3 củ hành tím to. Các bạn có thể sử dụng một chiếc khăn trong lau bàn này, các bạn kê xung quanh bàn để nó đỡ ổn hơn. Rào sắt không bằng chắc kê. Không mà chốc được các bạn cho thì chỗ mặn chỗ nhanh.
Các bạn nhé. Nếu các bạn cho mỡ lợn cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ là hơi nhiều. Vì thế cho nên là các bạn để cho tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình, chúng ta giảm lượng chất béo đi. Còn cách này cho dầu ăn, dầu ăn cũng là 100 những chất béo nhưng mà có nguồn gốc thực vật. Chúng ta cũng biết được cái đây là nó giúp cho cơ thể chúng ta ít hấp thụ lượng chất béo của cơ thể, nó sẽ tốt hơn cho da, tốt hơn cho thận, tốt hơn cho mọi. Nếu chúng ta ăn nhiều lượng chất béo quá tốt. Các bạn là sử dụng đốt dầu cho nó chiên cho nó nóng lên thì chúng ta viên cho viên thịt, chúng ta nên nặng những cái viên vừa phải. Chào các bạn.
nên nhớ là các bạn là làm những cái cục sầu riêng nó vừa phải, mặn tròn cũng còn tốt, thôi thì có chai. Thế cho nên là làm nhanh, làm hơi độc tính, riêng nên chảo cũng sẽ mặn lòng. Việc bây giờ là các bạn là chiên nó lên. Như vậy là món nhà đã ổn. Lưu ý là món này thì muốn để cho các cháu nó ăn như thế cũng được, hoặc là các bạn có thể tốt với cà chua. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm xong rồi chúng ta nhìn cái tinh dầu để cái phần làm phớt nó gọn các bạn nhé. Trong quá trình chờ đợi chúng ta cũng nó đọc được tinh luôn, khu này nó sẽ gọn gàng sẽ hơn. Nhưng để đây cái gì nó còn sót lại nhất, có thể tốt nhất là phải nó là các bạn.
30 giây kiểu là ngọt vị ngọt của cá cho mọi người biết đậu thần ăn được là an toàn nhất. Tức là những cái phần này nó phần chất nó kiểu nhất hết, nó còn mà là khi vừa khi là khi đâu là có khi là cái phần vừa là cái hàm lượng tốt từ sâu nó nằm ở phần bên ngoài thì nhất là vỏ của nó là chất vỏ cá nó rất tốt. Chúng ta điều kiện để chúng ta trồng được đặc sản phun được những cái thuốc hữu cơ mà sản phẩm này nó sẽ cho chúng ta rất nhiều thu nhập khi những người bỏ nó biết được đâu nhưng mà không biết đâu được nó nằm ở vỏ nhưng mà vì nó không là cho nên chúng ta được bỏ cái này các bạn thấy bác bỏ một bộ sau khi gọt cả xong rồi thấy không ăn các được không? Món này các bạn đã chuẩn rồi. Các bạn nên bật đều đi nhé. Thế là hai cái con ngon rồi. Thơm. Các bạn dán cho nó. Bộ chín thì nó còn phải bán cái đó. Chào các bạn là quan sát thị không mà bảo mình nói như thế nhưng mà các bạn thấy nó vàng kìa, rất đẹp đúng không ạ? Chúng ta đảo một đều. Cơ bản nhất là các bạn bật làm sao để được các mặt nó được đều chín vàng, nó vừa thơm mà cái chả nó không bị rã ra khi các bạn có nấu chiên nó xong rồi đảo với cà chua thì nó cũng giữ được cái hương vị và nó không bị vỡ các cái chả này ra. Đấy. Đó, cứ cho nó vàng đều đi. Bạn thấy chưa? Rất ngon, tuyệt vời luôn. Thôi thì mình là con trai thì thế cho nên là công tác nội trợ này nó là thứ yếu. Mong là chưa về kịp thì mình tranh thủ thời gian một chút về sớm hơn phục vụ các cháu với gia đình. Nhưng bây giờ đó là chúng ta cho các trường mà hỏi Thank you.
nấu lại cái món cá hôm qua các bạn. Và mấy của cô thì con cá rô đồng và cá chuối có nấu kỹ rồi, cũng như là hâm lại cho nó nóng lên để chúng ta cùng thưởng thức bữa cơm của gia đình. Đi ăn cơm đi con ơi, ăn cơm ăn đi. Quý Vũ ơi, ăn cơm con, không muộn rồi. Như vậy là món ngon gia đình đã ổn. Việc còn lại đó là chúng ta sẽ đưa nó lên mâm và cùng thưởng thức với gia đình nhà mình nhé. Rất tuyệt vời các bạn. Các bạn thấy thế nào? Quá chỉ là thơm ngon luôn. Đấy, nước rất là sánh, ngọt, bùi, thơm, đủ các hương vị. Đi, ta đi ăn cơm này. Bạn đẹp khắp nơi này cho ngon ngàn thì nhận thức. Bốn lăm cái rồi. Em này nấu đi một cái là nó dậy rất hấp dẫn. Xin mời con nhé. Chúng ta cùng cho thức ăn và nấu ra là nhớ cho mình một việc là đừng nên quên, đó là phải khóa ga sau khi nấu, an toàn nhất cho gia đình và người thân của bạn. Thân mến, em xe này của cô cậu nhà mình là nó có vấn đề các bạn. Bóp bây giờ là nó đang lỏng, có lẽ là do cái chế gen này nó kém đi rồi. Giờ để khắc phục được nó thì có lẽ là một điều đơn giản, các bạn có thể sử dụng lon bia, chúng ta cắt lấy một vòng hoặc là hơn một nửa vòng cũng được, các bạn đệm vào, sau đó chúng ta sẽ vặn. Thì mình nghĩ là nó sẽ khắc phục được cái chỗ gen trồng, bởi vì là lâu ngày quá rồi. Em này em ấy có độ tuổi khoảng hơn 20 năm rồi các bạn. 25 năm rồi, hơn 25 năm. Nói tính thế nhưng mà một phần tư thế kỷ rồi các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Lót một miếng vào thì các bạn vặn tự tin nó sẽ khắc phục được ngay cái lỗi. Bây giờ chắc là nó sẽ tái tạo được độ mới. Bây giờ mình với thằng Huy sang bên kia mượn cho bố cái bỏ lết để thứ nhì đó. Thì mượn cái bỏ lết đi con. Bạn tay cái này không vào được hết đâu. Con này căng lắm. Huy ơi, Rồi cho anh mượn rồi, anh đi vòng rồi.
đi con ơi, nhanh nhanh lên về bố bạn đây. Xe con này xe của bố, bố xe hay con buồn cười nhỉ. Thế đấy, tí nữa về làm sao? Đi nó pha qua các bạn. Toàn bộ inox gác cũng bẹp, đàn hoa cũng giật dẻo, chỗ nào nó cũng phi các bạn. Mình đâm ra là vừa làm thầy, vừa làm thợ, vừa làm u xin này mỏ ạ. Cúi nhanh lên. Con này vừa rồi mới phải tua vào đây mất khoảng nửa triệu các bạn. Chỉ là những cái số phụ kiện bên ngoài, ví dụ thay tay vách phanh zin. Các cậu đi không lái ở trên ghi đông này các bạn, cầm cái này lái bẻ gãy luôn, đồ xịn không còn gãy. Nên là mình phải xuống hiệu bán xe cũ ấy. Cả giá mãi với ông chủ xe, ông tháo đồ của ông ra ông bán cho mình giá cắt cổ luôn, vẫn phải dùng cái đau. Về nhà mà nó không biết bảo vệ, thay phanh, thay dây, thay gác này cả các bạn này, thay để chân, thay cả chân trâu, thay giỏ, một hệ thống thay cũng là tôi thấy chưa từng đại tu bao giờ nhiều như thế. Một lúc mà nó đốt của mình mất nửa triệu, hơn nửa triệu, buồn nhưng mà vẫn phải cười. Hầu các anh xong rồi mình vẫn phải cười. Và sản phẩm nó tiến thế nhưng mà nó vẫn đang còn mượt, mất tiền nhưng mà nó vẫn đang phê. Đấy, cái giỏ mới thay này các bạn. Thế mà các anh đi rồi anh lại làm trà đẹp hơn, có tay với các anh. Em ra có trẻ kiếm anh mới nhá. Phải nói là mấy cái ổ zin của nó vẫn đang di kết các bạn. Ổ giữa, ổ trước, ổ sau. Vành bánh tam lam. Con sao con mượn em? Đừng đừng, cũng đang làm. Nhanh lên, đi bộ nhanh lên, đừng mượn cái bố lót rồi. Bây giờ bố vặn nữa là ok. Mình sang nói nha. Lần trước anh nói rồi. Sao con nghèo thế? Con lớn thì từng mày. Thôi thì mẹ cho xin. Một chú cho bố cho nhờ cái đấy còn hết đấy. 5 phút sau xong rồi. Trời ơi, đáng đi đi chứ bạn. Đi ra các bạn nó hỏng đấy. Đi đi đi. Nhìn bước lên lên nào. Phải nói là cái dòng này nó bền các bạn. Lúc mua mới các bạn biết không, em này nó đánh đổi khoảng 7 em xe tàu. Nguyên xe của Nhật xịn luôn, xe mới chứ không phải xe bãi. Tôi từng ra lắp từ những năm thập niên 90 rồi. Em xe tàu em nó có 700, nhưng em này em nó lên 4,5 triệu, 4,6 triệu. Từ mới lên trên đây còn có lên nó khoảng tiền đâu không biết mà lên. Coi trong cái tủ ở trên tầng chỗ Nguyên, tầng Minh nằm ấy. Riêng cái gầm ấy nhá. Mở cái cánh ngang nghe chưa? Có một cái có lết mà.
cái này là rất là nguy hiểm các bạn. Nếu như chúng ta không lót, các cháu nó đi, nó giật mạnh, nó nhấc đầu lên, bốc lên một cái là nó văng luôn cả ra. Tì, ghi đồng không tăng, văng hết luôn. Rất là nguy hại. Mình nhiều khi cũng vì con trẻ cho nên rồi chúng ta vừa mang tính chất bảo dưỡng đồ mà vừa khắc phục lại những cái lỗi nhỏ, lỗi lớn thì mang nó thở. Lỗi bé thì mình có thể là những cái thợ không thông minh trong gia đình. Thực ra cái này ngày xưa mình với cái độ tuổi của cháu đã tự sửa xe rồi, vá xăng tăng vạch, rồi lau chùi, tra dầu tra mỡ thay pin, nói chung là hết. Bây giờ bọn trẻ nó ăn nó học nó chơi, nó cũng có thời gian để nó chơi nhiều, cho thời gian nó học chữ nó nhiều quá, nó không còn có thời gian để học các kỹ năng sống này nhiều. Nếu lúc mình làm nhưng phải hướng dẫn cho cháu. Ngày xưa mình chỉ nhìn ông bà làm, tự mày mò làm gì có phải ấy đâu. Các bạn thấy đấy, từ lúc quả mới rồi phục vụ con gái một chút để dành thời gian để tranh thủ nấu cho nó ăn vài món mới, mong cậu các cô các chú để ăn cho nó ngon đấy, rồi có sức khỏe tốt để rồi học tập lao động. Rồi những cái đồ vặt vãnh trong gia đình mà nó có vấn đề là hầu như là bàn tay của người đàn ông phải đứng xử lý thôi. Cái này chúng ta không thể nói là chúng ta không biết được. Không ai dạy chúng ta, không ai nói là mình biết được. Tất cả đều là lỗi. Trong quá trình lao động mình đều thiết bị những một điều, các bạn sẽ tìm ra được rất nhiều điều. Cái điều mới thì cũng nói như là đó là những kỹ năng trong công việc. Hai nữa là chúng ta bảo quản cái đồ dùng trong gia đình chúng ta nó sẽ tốt hơn. Thứ ba nữa là cơ bản nhất đó là phục vụ các cháu để rồi các cháu nó vận hành đi học đi chơi nó an toàn, chứ không là rất là nguy hiểm. Chỉ một vài sơ suất nhỏ của bố mẹ thôi mà cũng dẫn đến cái tai nạn không đáng có cho các cháu. Nhưng mà cần lưu tâm một số chuyện. Có thấy không con ơi? Việc tưởng chừng rất bé nhưng mà mang lại một ý nghĩa rất là lớn. Mong rằng là các bạn sẽ là những người chủ thông thái trong gia đình. Thầy con cái này đi mà để lau chùi nó cũng ít, hôm nào mà đi về làm quá cái vòi ra xịt xịt nước xe này xe nào nó nước nhiều nó tốt, chỉ nước rửa xong một chưa không mà phải có máy xịt khô, không thì đều phải phơi được. Các anh chơi lúc quăng luôn vào trong nhà nước nghe làm sao lấy cái ổ này cho nó bon này. Dầu xin lỗi các bạn, dầu mỡ mà vào nước thì nó sẽ bó lại. Vì nó sẽ bị vẹt rất là nhanh, nồi nó cũng hỏng, côn nó cũng hư. Nên các cháu nó chưa biết tác hại của cái việc sử dụng nước. Chưa nói gì xà phòng các bạn, phòng nó vào nó phá là thì nhanh lắm. Hỏng hết như chơi, chuyện đủ. Thực ra cái này nó còn từ cái tham lam của nó các bạn. Cái này có mấy cái lan hoài nữa khoảng. Còn lại của nó đồ vẫn xin đấy. Thấy không con ơi? Quý Minh ơi! Thấy chưa? Đem xuống đây cho bố nào! Chúng mày làm gì trên đây? Lâu lên đây nhanh, muốn làm xong chứ?
mình một cái tay phanh cũ này các bạn. Ông mà thợ xe ông bán cho mình đắt hơn cả một cụm phanh mới. Cụm phanh bao gồm cả trên, cả ốc, cả tai, cả đai, đầy đủ một cụm mới mình mua chỉ mới bằng một nửa của mình cái tay phanh. Ông ấy cũng nói là gì? Thôi thì tùy chú. Bây giờ ông 100.000 ông vẫn cười. Ông bảo là tôi tháo đồ từ trong xe ra mà chú biết cái này chú cứ giả thế nào cho nó sức. Thế là mình đưa thêm 20 là ông vẫn nhìn nào thì cũng cùng phải đưa 130 tiền mình cái tay phanh này. Ông bảo gì? Đáng giá nhất là cái đồ zin. Zin zin nét luôn. Trời ơi, bé rồi. To. Còn có một lết rồi. Không có cái mô to hơn nỉ không? Nỉ to nhất rồi. Đây các bạn này, phải sử dụng em một lết lớn này với khắc phục được chỗ này. Vòng này nó lớn quá nó cũng vào các bạn. Đây các bạn, chúng ta cắt một miếng mảnh như thế này. Vừa hôm em nói nhiều khi nó làm nó ẩu, nó chỉ biết là nó lóc cái song tay. Thì có bao giờ đeo ra cái áo thì nó như là thế này, bình thường là nó như tép thôi. Chắc là các anh ấy sử dụng cái mỏ lít lớn vặn quá tay đi cái. Nó
Con lấy ở đâu? Nóc. Nóc thì để vô trong cái chỗ tủ gầm mình. Đây cũng được này, tủ cho mình nhé. Trơn đi rồi, bây giờ mình lót vặn rất là nhẹ nhàng. Vặn căng thế nó lại trượt tiếp. Chuẩn bị đi ngó cái này lên vặn. Tin lần này là sẽ được các bạn. Nặng tay lắm. Ní mình. Đúng là cái đồ phế liệu của vỏ bia bỏ đi, nhưng thực ra là cái công hiệu của nó rất là lớn nếu như chúng ta biết tận dụng. Chỉ có lót mình hợp kim nhôm và phải bền chắc đẹp, mà phải có tính khoa học đấy, chúng ta không làm ảo được đâu. Tôi nói với các bạn là mặc dù nó chỉ là một trong những việc làm thường ngày, nhưng nếu các bạn để ý đến thì đúng là cái sản phẩm chúng ta đang rất ngon lành, nhưng có thể hỏng bất kỳ lúc nào. Nó hỏng thì nó không đáng ngại, không đáng tiền. Nhưng nó văng ra rồi chưa biết là các cháu nó ngồi trên xe rồi nó sẽ thế nào. Ôi sao mà con đứng ngay thế con. Cho nên chính vì thế là khuyên các bạn cẩn thận, cẩn trọng với tất cả các đồ dùng. Kể cả cái ti này các bạn, cái em này cũng cần siết chặt. Đấy, được, thận nó siết cái này tương đối chặt. Nói bạn đi lúc nào cho nó cũng phải ra, trừ trường hợp dùng mỏ lết bạn ra cái ổ này nó chắc ghét luôn, chịu dơ ọc chung làm đem một thợ nó làm nó làm hỏng của mình để nguyên nó bạn ra về nó cho nó đi nó long mình cái choáng chạy ra chạy vào giống như không có gen gì. Tắc trách quá các bạn. Cái này thì nó hơi ấy một chút, mình sẽ vặn lại. Nó phải chữa nó.
Đây các bạn, ăn này mà nó chưa ăn thì rất là đơn giản. Chúng ta lấy con ốc này ra, dùng kìm giữ lại cái ốc này nó cũng mười các bạn. Gen để giữ hòa hãm các bạn, nó chậm một chút nó mới giữ được cái dây thần. Ok chưa, quá chuẩn luôn các bạn. Trời, nó không phải chỉnh thế nào ấy. Mỡ rất nhiều nên không được độ tuổi cực kỳ bền. Cháu này một cái rất là thông minh, đó là mỗi khi nó đi đứa nó thấp thì nó hạ xuống, đứa nó cao thì nó lại lôi lên. Bởi vì anh này là anh ấy rất cẩn thận, bên trong anh nhồi mỡ rất nhiều, bảo vệ cái khung cực kỳ tốt, thị trường tồn được thời gian. Cái này, điều này thì mỗi một lần nâng như thế này của nó hơi bẩn một chút, thì lại phải sử dụng một cái khăn lau qua hay không là đi nó để giữ cục quần đổ trắng. Các bạn ấy là chỗ nào các bạn cũng ngồi, chỗ nào cũng phóng, đôi khi các bạn ấy cũng không để ý đến việc của mình. Các bạn biết không? Ok nhá. Ok. Nay mình sẽ hớt bộ tóc bộ pha dài này. Thiên hạ đệ nhất kéo các bạn ạ. Độc kéo không? Thì là đơn giản, nhưng mà nó kéo để cho nó đẹp mà nó khó. Đấy, cho nó khi nó mở ra bên kia, bên kia. Tôi để ngoài đấy tí này cho. Thank you.
không khó đâu các bạn. Vấn đề là các bạn cần phải có một cái mắt thẩm mỹ quan sát làm sao để rồi khuôn mặt của mỗi cháu nó tương ứng với cái đầu tóc của các cháu làm sao cho nó hợp lý, chứ không phải là cái bộ đầu nào tóc nào chúng ta cũng cắt. Thằng này con để không có cái chi để cắm à? Không, để xuống dưới mà cái cho hẳn xuống dưới xuống hẳn. Em vào bật nước luôn cho cái cùn tóc. Ơ Minh ơi, Mất ơi, bật cái nước của nhà tắm cho bác ơi. Bình nóng lạnh nhá, đi này cho anh tắm. Lưu ý là các bạn cần phải sử dụng lược để rồi các bạn xóc tóc đều lên nhá. Cái này là một trong những cái để chúng ta làm một thước đo. Nó giống như cử ấy, trong quá trình cắt. Cái gì người ta có cử nhất định thì kéo, mình kéo không thì nó không chịu làm cho mái tóc nó mượt mà và theo đúng ý mình, thì chúng ta nên sử dụng lược để kéo tóc lên. Đấy. Chỗ nào nó dài, nó ngắn các bạn có thể nhìn thấy ngay. Lưu ý là chúng ta đừng cắt quá nhiều, bởi vì nếu như các bạn cắt kéo mà không may nó phạm một lát nhát thôi thì các bạn sửa rất là lâu. Nhưng các bạn cắt hơi ngắn một chút, nó vừa phải thì không may có một chút thì các bạn sửa nó cũng rất là nhanh. Lần tiếp theo các bạn xốc tóc lên thì chúng ta sẽ phát hiện rất dễ là cái chỗ nào là cái chỗ còn hơi dài. Đấy. Các bạn cứ đi từ dưới chân tóc, cái phần sát dưới cùng ấy, các bạn đi ngược lên cho mình. Cần cái đầu lên bố sao nào. Đi. Ngẩng lên bố mới cắt được, bố mới thấy được. Không ngồi thẳng lên. Ngẩng lên thế này này. Gì bốn người. Người thì tí là đấy, chỉ con một cười nha. Ngẩng lên. Ngẩng thẳng lên cơ mà. Nghiêng lên. Phần mai này các bạn cắt mỏng đều hơn so với phần gáy một chút thì trông nó sẽ thanh thoát hơn rất nhiều. Nghiêng lên một xem nào. Lưu ý là cái phần vành tai này các bạn phải sử dụng mũi kéo các bạn nhé. Đi rất nhẹ nhàng. Vòng theo cái vành tai thì nó sẽ nét.
lần cho các cháu là nó vừa, nếu như rất nhiều quá thì nó cũng không đẹp. Tổng cái tầm tầm thế này là chúng ta rất là đẹp. 4 tuần sau nếu nó nằm lên nhanh hoặc 3 tuần không, 4 tuần các bạn rất vừa nhất. Chân thì các bạn cắt ngắn hơn, hàng lên thì chúng ta nó dài có chút thì nó sẽ bản đẹp. Nếu các bạn cắt ở trên nó ngắn quá thì cái đầu thì nó sẽ xấu, cái tóc nó sẽ không theo ăn một lần. Nối tiếp công việc các bạn. Thật sự mà nói là làm thợ hớt tóc không khó. Tôi là người không đam mê về cái môn nghệ thuật này. Bằng tuổi của các cháu này là tôi đã hớt tốt. Thanh niên ở khu vực này là gần như đều lúc đấy của cái thập niên 80, nói thật với các bạn. Cuộc sống khó khăn, hầu như thanh niên ở cái khu này tôi không dám nói cả là đều nhờ bàn tay của tôi hớt. Tôi mới học lớp 6 là tôi đã hớt tóc rồi. Thực ra là lúc đấy là mình cũng khó khăn, rồi cái tính hay gặp vạch. Thấy mấy ông thợ đến hớt tóc cho các thành viên trong gia đình, lần đấy mới ra nào. Tôi cũng mày mò tới học, lần đầu tiên tôi hớt một cái đầu cho thằng cháu. Đúng là mình chưa có kinh nghiệm mà không ai dạy. Ban đầu thì hớt nó cũng tạm tạm phẳng, nó cũng không phẳng lắm đâu. Nhưng hai bên nó không cân đối. Thế rồi cứ sửa dần. Sửa đến cái lúc là nó sửa mãi mà nó càng ngày nó càng ngắn, mà đã ngắn rồi để sửa cho nó bằng nó khó quá. Lúc đấy mình chưa có kinh nghiệm. Thôi cuối cùng cắt quả đầu đinh, cắt chọc luôn. Thế còn sau thằng cô cháu lúc đấy nó khoảng học lớp 4. Có nhìn được không? Nó cũng cầm tạ. Mình thôi, cắt phần đầu tay như thế. Nó hơi kém, không sao. Sau đấy mình bắt đầu rút kinh nghiệm. Lần sau là cắt nó thận trọng. Thế là từ cái lần thứ hai trở đi là tôi cắt dè dặt hơn, không phạm tay này. Lần thứ ba là nó lên tay và lần tiếp theo lại thì là ok luôn. Đến bây giờ thì xin lỗi các bạn, mấy ông thợ ở đây cũng buốt qua mắt mình. Thế là mình cũng làm nghề. Mà mình đi hớt tóc thì họ cắt cho mình, hớt cho mình, họ phải theo ý của mình. Mặc dù là mình cũng đẹp nhưng ít nhất là hớt cái tóc xong không phải mình thợ nhìn được, xã hội nhìn được. Điều đấy là điều quan trọng nhất của một người hớt tóc. Ra không cần phải hỏi hớt kiểu gì và hớt thế nào mà nhìn được. Tôi còn hiểu chung cũng chưa chắc, nhưng mà thường là họ hỏi mình trao đổi để họ cắt theo ý của mình, đấy cũng là cái khôn của họ. Nhưng mà như thế là vô hình dung, nếu như người biết thì người không biết.
sẽ cắt theo ý của người khác, cắt theo ý của người khác chưa hẳn đã là phù hợp với chúng ta. Vì thế cho nên là vứt tóc nó là một nghệ thuật các bạn. Làm sao để cho nó cân đối với khuôn mặt. Tóc ngắn, tóc dài, tóc thế nào không biết, mà vứt xong nó phải phù hợp để nó tôn lên cái vẻ đẹp. Rồi vứt xong cái tóc nhìn nó cũng đẹp bằng cái chưa hớt thì đúng cái tội của người đã tóc. Thực ra là cái gì cũng phải học các bạn, nhưng mà cần phải có con mắt thẩm mỹ. Làm nghệ thuật nó phải thế. Thức tóc là một tác phẩm, nó giống như một ông họa sĩ. Tác phẩm của anh là vẽ trực tiếp trên cơ thể của người khác, không phải bằng đường nét của một bút, nên là nó là thể hiện sự khéo léo và tinh tế của một sợ. Bây giờ các anh ấy học thức tóc, các anh có một cái form mốt bây giờ từ đầu chọi là các anh cắt chọi cả, ai các anh cũng cắt chọi. Thế không phải là thức tóc, thế người ta gọi là đi xén tóc, ra hiệu và xén cho tôi cái tóc ngắn, không ai gọi là hớt. Hớt tóc thanh lịch thì là còn khó nữa. Mình vào lấy cho bác cái chổi ở trên cái chỗ hay để đồ linh tinh đấy. Dụng cụ của nó rất là đơn giản thôi. Tôi sử dụng mỗi kéo đơ, tôi cũng có sử dụng cắt đơ, nhiều khi là nó công nghiệp quá, nó không có cái giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Cắt cho nhanh, phá cho nhanh, hớt thì giống như một người mới hết cách khoảng một tuần năm bảy ngày, đấy mới là cái khó. Nhau điều tôi làm chắc phải chắc được các bạn sẽ cảm nhận. Càng lên bao xem không? Lên đây. Càng lên. Mình thẳng lên đi này. Ngực lên. Quần áo tí là phủi. Cúi thì bố cắt làm sao được. Gì kiểu con tóc đầu cúi như thế. Con ra hiệu con bẻ cho đầu gãy luôn. Tưởng là ra hớt là muốn ngồi sao ngồi á. Nghỉ đi con ạ. Lenin vào hiệu hớt tóc mà đang phải nghe ông thợ hớt tóc ấy. Ông bỏ nghiêng là phải nghiêng, ông bỏ cúi là cúi. Ngày xưa có ông hớt tóc, ông làm bài thơ để nhục nhận đầu túm tóc lấy tiền. Con biết là quyền của người ta hơi to đó. Nhận không phải nói như thế nó nặng nề ấy. Người ta bảo gì là mình phải làm theo thì cũng mái tóc đẹp được. Đâu cũng nào mặt cứ vẩy lên nó mới đẹp. Mái tóc nó đẹp, đó là hai cái mai, cái gáy. Cắt mai, cắt gáy là khó nhất. Còn lại các phần kia rất đơn giản. Đẹp, nó đẹp ở sự sắc sảo của mai với đường vành tai. Người thợ người ta phải dùng cái kéo có mũi cực tốt người ta bấm. Không phải là kéo nào cũng cắt được cái vành tai.
rất là không có một nhát nào chỗ này. Cắt mỏng mai hơn thì các bạn nên sử dụng một cái lược mỏng hơn nữa. Đây tôi cắt rất là hoàn đều, cũng mỏng nhưng mà nó vừa phải. Đối với thanh niên mà các bạn thích cắt mai mỏng hơn thì các bạn nên sử dụng một cái lược mỏng để chúng ta đặt cái cử xuống là nó ép sát cắt nó dễ, lược dày nó không như ý của chúng ta hết được. Phần trên này các bạn có thể sử dụng sức ngược trên này các bạn tỉa, các bạn góc nó rất đều, không bị dày, nó không có nhức keo. Tôi thì cỡ gì tôi cũng tỉa được, sốc ngược này cũng được mà túm cả nắm tỉa cũng không sao các bạn, thì mình quen rồi. Cắt xong rồi chúng ta quan sát tổng thể còn một vài sợi mà nó tăng ra một chút là các bạn phải đi cho nó gọn ngay. Anh nhìn vào tập người đánh giá người rất tóc thiếu độ thẩm mỹ, không có tính sáng tạo. Tương đối đều và đẹp. Bây giờ là việc của chúng ta là khui cho nó sạch đi, sau đó rồi chúng ta chải lại. Đây là một chiếc chổi đa năng các bạn. Chổi này được làm từ bờm của ngựa, nó rất là mềm. Sử dụng từ cái thời năm 80 cho đến giờ các bạn biết. Thì thằng tôi chỉ có giặt thôi, không quên. Việc chúng ta quét tóc nhưng mà không bị đau. Chổi mà chổi cước thì nói thật với các bạn là không thể quét được. Người ta phải sử dụng bằng bờm ngựa hoặc là đuôi của ngựa. Cái sản phẩm đấy là sản phẩm của tự nhiên, nó không phải sản phẩm công nghiệp. Gần như là nó trường tồn. Sau nó chỉ có mòn, mòn quá thì chúng ta phải để cho nó cứng mà đau khi quét tóc. Gần như là không có. Đấy, các bạn quét sạch xong rồi chúng ta mới lên chạo các bạn nhé. Lúc này là nó sẽ rõ được những cái phần chân tóc, chỗ nào đang còn một chút lông, chỗ nào đang còn dài, chỗ nào đang đấy thì các bạn sử dụng bằng cạo. Bây giờ tôi sẽ cạo bằng qua. Như vậy là tác phẩm nó cho các cậu nhà mình đến đây là cũng gần như ổn. Phải chân tóc vừa thì chúng ta lên cạo để cho nó đường nét sắc sảo. Còn nếu như các bạn để thế này là nó rất là ngon nhau. Phần cạo thì chúng ta nên sử dụng vào một lần xong bỏ luôn. Nếu như mà cạo cạo vàng như thế này
ra tiệm thường người ta bẻ đôi, người ta rắc con dao và người ta cạo cho mình xong người ta vứt luôn, mình đâu có cần cạo. Thế cho nên nó có thể cạo hai lần, nhưng mà lần thứ nhất là cạo một bên này, lần hai chúng ta cạo bên kia. Rồi để lục luôn. Như thế thì ta cạo dễ mới, một nó không bị đau, hai tránh được những số bệnh. Bây giờ ra tiệm sợ nhất bệnh lây các bạn, lây qua đường máu. Ông vứt tóc ông chỉ cần làm sơ suất của người bên cạnh, nói đơn giản nhất như họ mắc bệnh viêm gan B, chúng ta dính một lưỡi dao vào họ, chỉ sơ rất nhẹ chúng ta có thể mắc bệnh. Nên hầu như là cắt ở nhà là sạch sẽ nhất, yên tâm nhất. Nếu như các bạn là một trong những người biết vứt tóc, tốt nhất là khuyên các bạn nên cắt cho các thành viên trong gia đình, rồi các thành viên cũng tự tập hết để rồi đảm bảo cuộc sống, sức khỏe, và các bạn vẫn thể hiện được cái nét đẹp. Nó vừa thời thượng, muốn thời thượng thì các bạn học thêm, đâu gì đâu, không khó. Cơ bản nhất là chúng ta không mắc một số bệnh lây qua đường máu. Cái này nó lây qua đường máu là nó xây xước các bạn. Người thợ người ta cũng không muốn, mong muốn cũng không may. Hoặc là người ta làm xây xước của người khác, tay họ dính máu thì họ lại trà vào các cái phần mình mới cạo. Thì nó rất là nguy hiểm. Tôi gần như tôi ra hiệu cũng cho cạo kiểu bôi dầu, bôi nước xịt vào, chủ yếu là cạo sống. Nếu cạo tay họ, đồ của họ dùng rất nhiều người, mình phải cực kỳ thận trọng. Ok nhá, đứng này có sao đâu. Tạm tạm rồi các bạn ạ. Quá đẹp. Quay đây có sao. Cúi sao. Bây giờ còn cúi thoải mái. Đẹp trai như này. Ok nhá. Tóc tay không một sợi nó dính nha. Rồi, vào tắm đi. Đẹp trai phong độ ngay các bạn. Ok. Không Minh đâu? Minh ơi. Ra đây bác giải quyết sơ bộ cho nào. Ra đây. Đi ra đây. Ngắn cái gì mà ngắn, vớ vẩn. Đang bẩn nó thể người đấy bác cắt cho nào. Nhanh lên. Nhanh, giờ đây bác giải quyết luôn. Cảm ơn con anh nhỉ, tí đâu. Giải quyết cho mấy cô cậu rồi các bạn. Nhanh. Đẹp cái cắt giống như hiệu cái cắt cho cháu để cho cái vết sẹo từ hư. Nhảy lên. Ra đây.
đi ra. Anh kia đang nấu cơm hả? Nhanh lên nào, con làm nó công việc khác này chứ. Công việc tạm ổn các bạn. Kia cho nó xếp lại. Chuẩn vệ sinh của chị Hoa này. Thôi thì bố cắm chứ có gì đâu. Hết thì sao được không? Cường học cái gì được cái chữ nào không?
nào không có người, đây có người nói ra mà không nghe thì là còn không có người. Đang có người nói thì sao, nhắc từ sáng giờ mấy lần vẫn không cho mầm nói chuyện mà không nghe đâu mà. Cái này các bạn làm nên sử dụng các bạn có bạn. Trước mắt quý vị và các bạn đây là em Toshiba, thương hiệu Nhật Bản. Hàng này nhập nguyên chiếc. Nó không phải sản xuất tại đất nước Nhật Bản, nó sản xuất tại Thái Lan. Chất là phụ kiện đồ đạc có kỳ thì nó có cái lỗi gì thì công ty có chất sản hay là đặt hàng thời gian khoảng 2-3 tháng có bảo dưỡng cho họ, hoặc là nếu đi nhanh các bạn để với họ tắt đi con. Còn cách đó là móc linh kiện từ cái khác ra thì mới có độ để thay thế cho này. Ra là cái này nó để nó thay thế cho nó lâu thì sợ là nó chuyển khó qua được quá trình sử dụng không may chúng ta qua được một cũng được khó hơn các cái thành vách cho đến cái thiết bị bên trong nó thì nó không được. Mình thường phải nói với các bạn phải tính tuổi của nó, phải tính một thập niên thì nó mới có thể là hiện tượng nhưng mà tôi mới dùng không lâu thôi, nhà cũng bị nhà em chạy mười mấy năm không thể ăn gì, người ta bảo hành cho mình đó là 4 năm chưa nói gì đến nhưng mà thực ra 4 năm là chất liệu cái giá trị của nó cũng không nhiều tiền, cơ bản nhất là công năng của nó với một cái công suất không nhiều không lớn, tủ rất rộng nhưng công suất vừa phải, nó chuyển khoảng 400W các bạn. Nếu như nó là đá thì nó hơn như bình thường. Để sử dụng cái này đối với sử dụng cái tủ trước đây thì không có gì, cái này nó chẳng tăng lên được, không có mấy lần nhưng mà điện nó cũng tăng lên nhiều, hàng quạt mình cũng rất đẹp. Những cái sức nhất đó người ta thiết kế rất là tốt, các thiết bị bên trong
cũng phải chuẩn chỉnh. Công dụng của nó, công năng của nó trong quá trình sử dụng tuyệt vời. Nói thế nhưng mà hàng của các anh tư bản thì bao giờ nó cũng chuẩn chỉ. Chất lượng thì đúng là chất lượng đỉnh cao. Mẫu mã cầm để mở, họ cũng đều nó tôn lên và sang trọng. Tôi biết những cái cảm giác của em bây giờ cái tay nắm hoặc tay cầm là dĩ nhiên mà nó không có điểm nặng là điểm nhấn, nhưng mà điểm nhấn ở đây nó không quá lớn, không quá nhiều thì chúng ta lại cảm giác rất là đẹp. Đem cái thử cái trang nó tôn lên và đẹp rất là sang trọng. Tôi không có ý định là quảng cáo cho thiết bị dùng đâu, nhưng mà tôi thấy được những điều như thế các bạn. Thì hàng ngày trong cuộc sống thế ai cũng vậy, mua sắm cho mình trang bị cũng nên quan sát cái không gian mình đang ở đi. Chúng ta sắm vào nhưng chúng ta đặt vào đấy nó phải hài hòa. Giống như con người á, các bạn mặc lên bộ quần áo cũng vậy. Tôi cứ thấy là tôi nhìn là một, có thể là với người khác cũng đẹp, với mình thì cũng là ok. Gia đình nhà tôi cũng vậy, các thành viên cảm thấy thoải mái. Nhưng mà dặn có dần là đã mất hiện lại là một trong những món công nghiệp của các bạn biết gì không? Xúc xích sạch.
người thân làm đấy nhá. Hàng này hàng đặt đấy các bạn, đặt mà mình đặt cả tuần mới có chứ không thông đấy. Chị cứ bận việc chứ không phải các chị đó là chuyên nghiệp, thì quá trình làm và sản xuất nó không được nhiều. Nói người nhà người thân mình đâu ra mớ, ví dụ được 5 cân 3 cân là các ông đăng ký thì ngưng yết, thành ra là cứ phải chờ là thế. Chứ còn hàng này chợ trôi nổi thì đây ăn cái đồ đấy không yên tâm đâu ạ. Chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm sạch đảm bảo sức khỏe nhưng vệ sinh chất lượng được đặt lên hàng đầu. Món này mà lai dai cuối tuần như hôm nay thì cũng bình thường, tôi uống ở nhà một lon thôi các bạn, nhưng nếu có những cái đồ ngon anh em ngồi và muốn lon là đi được. Khi dùng xong nên rửa phơi khô rồi cất các bạn. Nó
tâm âm. Hết pin rồi anh ạ. Hết pin rồi. Hết pin rồi, không tắt được máy nữa. Không tắt được cả máy nữa. Cho cái quạt hút bụi nó bé tiếng nữa các bạn. Nó hoạt động hơi to. Đấy. Cho cùng phút bé. Cho em quạt nó lên, nó lớn công suất cái nó hơi ồn ào tí. No.
xích mà tự làm. Mấy hai chín à? Quay chín đã. Cái tên ngon không? Để luôn cái này được. Tắt. Bốn. Mẹ này. Mẹ ăn. Mẹ bữa thắp này. Thắp chín gỗ ấy. Còn thì pha chè. Chuẩn bị đồ ăn. Trong người cho qua cả hai cưng nữa. Ngon lắm, cái ăn cơm thức ăn thì còn phải hấp nóng kinh quá. Mình phải làm món dần thì rét món thôi ạ. Chào đạo các bạn, cả lại một ra mùng một mắt ra bố gì tự nhiên ngon lắm. Như thằng thằng dần ạ, không làm cái ạ. Thank you.
nói đến tối nay nha. Chiều đi học không có gì? Chiều phải đi học không? Để chiều không? Chả tươi rồi. Con vừa mới tìm được đi sao? Còn cơm cơm con về đây, cơm như là còn học. Bốn giờ đi. Anh đi. Anh đi sớm em đi. 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 Cơm nước nấu tinh tươm. Rất đầm ấm các bạn ạ. Đơn giản. Cuộc sống vui vẻ nhất. Đó là sau những ngày làm việc cuối tuần, chúng ta lại có thể thưởng thức những cái hương vị rất quê nhà, rất đồng quê, thực phẩm sạch. Và chính tay người thân của mình đạo diễn để ta có một mâm cơm
cũng là ấm cúng. Có lẽ là việc bây giờ kiếm lấy quả cà, quả sung nữa là viên băm nổ luôn. Sung muối các bạn, bá cháy luôn. Cái này có cho em nhỉ? Tương rau này có cho cây sung muối. Xin mời các bạn thưởng thức nhé. Trứng à? Chắc có lẽ là trứng luộc các bạn. Thank you.
tiếp của cuối ngày chúng ta lại tổng vệ sinh cho em này một chút. Không mưa chắc là chưa phải rửa đâu cậu ạ. Hôm nay thời tiết thay đổi. Anh gió mùa nó hoạt động cái là mưa bất chợt. Xe cộ phải đưa vào nhà để bẩn thế này làm cái không gian phòng khách không kéo theo đất bụi cho nên lại phải tổng vệ sinh nó đi các bạn. Em xe ra rửa đấy con, rắc khu nhà nó bẩn thỉu. Em ở đây là bút lên bao giờ qua anh. Nào, sạch sẽ con cứ để đường nào cho lúc có lúc bẩn lúc sạch. Bẩn thì sạch thì không là do mình, xe cộ thì người sạch. Đến xe bẩn thì người sạch sẽ, xe cũ quần áo sạch, leo lên xe bẩn người lại bẩn có tác dụng gì, nhất là để nó dơ các bạn, dành cho nó một thời gian này. Có cái kẽ này là nó vướng nhiều đất bụi các bạn. Ra là đầu tư một em máy khoảng 1,5-2 triệu phun sạch nhưng áp lực lớn quá. Nhiều khi mình làm không kiểm soát được á, rách tay. Điều kiện khó khăn thành thử rửa trên cái vòi nước. Công suất 200W này không ổn lắm, áp lực cũng được nhưng mà chưa tăng. Chủ yếu sạch là do mình phải sử dụng nó thêm khăn chúng ta tẩy tẩy rửa nước vào nước. Tối đến tốc độ nó nhiều, cứ phải cho xe vào nhà các bạn. Nó lấy đi là đúng của mình, không có cái đi làm. Thôi, cho em nó vào trong nhà, cứ tận nhất, hiểu không? Không phải lo nghĩ gì.
quá bẩn. Rửa như thế này nó cũng nhanh không? Quả sạch sẽ là thì cho nó một xíu nước tẩy rửa. Nước rửa bát là tốt, sạch sẽ nhất. Trộn một xíu không sao, đúng các bạn. Cơ bản nhất là chúng ta làm thế nào để rồi sản phẩm của chúng ta các bạn lưu ý phần đầu nhé, rửa cẩn thận tránh phần nước nó vào các cái nút công tắc. Thấy nhiều người cẩn thận đến mức trước khi rửa đầu xe chùm cái lồng phòng lọc thế nó vất vả quá, tốt nhất rửa nhẹ nhàng cẩn thận ít nước vớt lượng nước bỏ lại. Này chúng ta phun chúng ta dùng để ấn chúng ta lau vị trí đấy. Riêng cái phần lốp này các bạn có thể sử dụng mặt trả những cái bánh. Tôi thì tôi đơn giản tạm thân tôi trên nước thế này lo qua này nó sạch tinh luôn. Gầm này nó còn bẩn nhiều không ạ? Con dắt xe hôm nay bố phun cho mà được liệu vừa đấy con đi lôi vào nhà ai mà để bẩn như thế không làm cái gì mình làm được làm đồ mình làm đi nó xước
chịu cho nó độ. Người phải lao động. Đấy. Không thể không rửa được, muốn sạch thì phải làm. Bụi con phun không chứ làm sao sạch được, lấy cái rẻ. Làm sao nó sạch được không? Lau kì mà đôi khi nó vẫn chưa hết. Ôi không. Ôi!
Không có gì là không thể. Cái tăm đằng sau, nan đằng sau thông hết. Nhanh không mà cái chèo con rửa chỉ bằng nửa thì ra, không một nửa thì ra. Mai nó ngồm cái xe, đẹp trai. Ôi giời, người mẹ. Ai để ý cái xe, ngồi cái đồ gì, cái đồ gì. Ôi ngáp, bánh, tốt. À bác ra chỗ khác thì rồi nè. Để trong bên đi sân bác thì rồi rửa tiếp đi. Đấy rồi. Anh lấy cái mặt trái cho anh. Anh mặt trái con anh sạch tinh. Chú bảo chú lau cho bà cái nhà này. Nay thì xe đạp công năng cũng có xe đạp cũng là gì? Thế làm ra tiền với khác với xã hội phát triển của mình không làm ra tiền thì bị lùi. Con mini đấy còn biết bao nhiêu, hàng 25 năm rồi đấy, không biết đâu. Nó vẫn chưa tốt. Tại sao nó tốt của vấn đề, đúng không? Biết là mình dành cho nó mỗi ngày một việc các bạn. Có những cái việc không thể không làm, công việc nó giống một gọc máy tự nhiên, một dòng chảy của thời gian. Con làm hôm nay ngày mai nó bẩn, chúng ta phải làm lại. Đây cũng là cách mà để cho mình
lựa chọn cho mình một cách sống sao cho nó phù hợp với điều kiện sức khỏe, kinh tế, văn hóa, không gian sống của gia đình. Con người đó là gắn liền với công việc. Trong công việc nó có sự sáng tạo, trong công việc nó có niềm vui, và trong công việc nó có thu nhập, và trong công việc nó có sức khỏe. Lao động ai cũng muốn hưởng thụ hết, nhưng thực sự hưởng thụ đấy một công việc, cả gia đình, con cái, nhiều vấn đề lắm các bạn. Ở phía sau nó có một sóc luôn. Nhìn xe rất là gần, sóc này nó còn sóc giữa, cái sóc đập một bên. Nó lai nhưng mà xe nó vẫn không chiều. Thì trường hợp là xe gần mạnh thì có hiện tượng hơi chiều so với xe hay sóc. Đây là một trong những bước tiến trong công nghệ. Người kỹ sư họ nghiên cứu rất kỹ trọng tâm trọng lực, quá trình tương tác cực. Rồi đến khi xe nó nhún xuống để nó cân bằng. Thì đây đấy là một trong những cái đột phá và một cái công nghệ đột phá của xe này các bạn biết nhiều. Nó có rất nhiều điểm mạnh. Nhìn bên ngoài thôi chúng ta đã thấy được cái mặt. Bây giờ công nghệ nói thật với các bạn rất ghê, đó là độ chính xác cực cao giữa lốp và vành, không có hề một chút xăm nào, cũng có một đoạn xăm nào, nhưng bơm lên không xuống được. Khi giỏi tôi nghĩ là họ thiết kế độ chính xác cực cao, khi bơm xe cái là lốp này nó ép ra thành kín luôn, tạo thành như một chiếc xăm. Lốp này mà chúng ta thử lại bây giờ bỏ hết xong, công nghệ xong là cách đây chục năm về trước, liên tục cần có xong tốt như bây giờ khỏi luôn. Nhưng mà lốp như thế này thì nó cũng không phải là lốp bình thường đúng không? Lốp xe nó được thiết kế rất đặc biệt, bạn biết là bên trong bố có bằng có cao su, có sợi, còn có cả các sợi carbon. Ngoài sợi carbon ra còn có sắt để rồi lốp có đủ độ cứng.
thấy cái dòng này không may em có đâu thì tốt, các bạn đi có thể không ảnh hưởng gì, bởi vì lúc đấy là chúng ta nó sẽ xe nó di chuyển chứ không ra được giảm, đặc biệt là nó không gây tai nạn để tham gia giao thông, chủ xe ngồi trên xe thì trước đây xe mà có thăm á thì lốp nó mỏng, khi hết hơn một cái là xe mất lái, kiểu có thể ngã xe bất kỳ lúc nào. Như cái dòng này thì các bạn có thể đi 1-2 cây để tìm đến những cái điểm mà phá bông và vật dịch vụ nhưng với điều kiện tốc độ của nó giảm đi. Đấy là một trong những cái đột phá các công nghệ sản xuất xe máy và ô tô. Tất nhiên là trong cái dòng này nó còn nhiều cái đột phá, còn bên ngoài chúng ta nhìn cảm nhận được ngay thế chúng ta đã ưng và trong là cải tiến về bộ chế hoặc khí. Nói như thế này thì to tác thực chất là cái bộ điều hành cái phần khi phun cấp nhiên liệu và bùng đốt. Trước tiên là chúng ta sử dụng hệ thống máy bộ chế hoặc khí cơ. Còn bây giờ họ đặt chế độ phun cho nên là lượng nhiên liệu không phải ít là nó không phải thực chất là gì, nó cấp lên rất vừa phải, lượng xăng đi đôi với bộ chế hoạt khí là cái lượng khí thế nào cũng đốt nhiên liệu một cách triệt để, tốc độ vẫn đảm bảo, xe vẫn khỏe mà nhiên liệu ăn được ít. Ngon mùa rẻ đấy các bạn, rẻ thực chất nó không được nhiều, tính từ kinh tế thì cái dòng mà Honda này nó vẫn là số một, đi thì không tính thì cũng đủ bán, nhưng mà bán dòng Honda vẫn là xe dự đoán nhất nếu bạn thích thay đổi. Đi 10 năm rồi nhưng bán lúc nào bán được cũng hay, dòng xe khác bán thì cũng được nhưng mà khó bán, thì riêng Honda nó là thương hiệu. Chỗ nào nó cũng sống được, chỗ mới được không? Nói như thế là chung quy loại tư bản anh vẫn là số 1. Chất lượng, uy tín, chất lượng, giá thành hợp lý. Bán đi rồi nhưng mà lỗ không đáng kể rồi, tất nhiên là lỗ không thể tính sang ngoại tệ, tính sang cái đơn vị gì, tính Việt Nam đồng thôi, lỗ không đáng kể. Nhưng mà dòng Honda thì cái đàn cái đấy được, còn các bạn đi dòng xe khác thì nó có thể vượt giá lỗ gấp đôi, à lỗ 1/2 thì lỗ thì... anh này đi 20 năm bán vẫn hoa về giá trị Việt Nam đồng. Vì thương mại tệ thì chúng ta lỗ luôn, điều đấy là chắc chắn. Có cái hay là gì? Xe nó cứ để phụ kiện nó. Tôi thấy như cái dòng SH1
trắng trẻ, thơm thọ. Đọng đầy chưa? Đọng hết bao nhiêu thời gian đâu? Cơ bản tôi là người rửa nó chính thôi vì cháu nó nhỏ, nhưng mà hôm nay thì nó rất gọi. Ấy, vâng! Vâng ấy! Mình làm cho các cháu nó làm cho nó biết cái giá trị của lao động nó thế nào. Con xe đấy thì chúng ta vôi, chúng ta rửa nó chỉ là 10 phút, 5 phút. Tôi vẫn muốn cho các cháu nó lao động. Một là nó có niềm vui, hai là nó có kỹ năng sống. Thứ ba là nó biết giá trị của lao động, giá trị của đồng tiền. Bất vả của lao động nó không năng. Cái gì nó cũng sẵn, nó dùng, nó nhận cho các bạn. Rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cháu nó không có trách nhiệm. Trách nhiệm đầu tiên tôi thì nghĩ trách nhiệm với bản thân. Sau bản thân nó là trách nhiệm với gia đình. Nếu mà cứ để cho các bạn cứ tự do tự tại thì khó. Nên chúng ta cần phải thấy nó dù là ban đầu có phải cảm giác mà rất thoải mái. Tôi thiết kế lao động xong chắc cảm nhận được rất nhiều đúng không ạ? Quần áo không phải là ăn sẵn ăn thì quá các bạn khi tôi sân vườn ngõ phải sạch sẽ đấy các bạn nhìn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có thể những chia sẻ của tôi nó chỉ mang tính chất là của gia đình và mọi công việc là do mỗi cá nhân tự tìm đến niềm vui, tự tìm đến những việc cho chính mình. Nhưng sau những cái giờ phút lao động làm việc như thế thì chúng ta lại đúc ra một điều rất là có ý nghĩa, đó là con người cần lao động, lao động sản xuất để làm ra của cải vật chất để tồn tại và để phát triển. Và cuộc sống này cũng thế, hạnh phúc luôn đến với những gì mà các bạn đam mê và các bạn cố gắng. Hy vọng những điều một mặt tôi chia sẻ sẽ đem lại lợi ích ít nhất cho các bạn.